Trấn Thành thẫn thờ đến viếng nghệ sĩ Hai Khánh Nam. Việt Hương tấn bèo Trấn Thành không giấu được xúc động khi đến viếng nghệ sĩ Khánh Nam tại nhà riêng tối ngày 28 tháng 9. Thông tin nghệ sĩ Hai Khánh Nam qua đời vì xuất huyết não khiến không ít người bàng hoàng. Sau khi diễn ở Long An, cây hài bất ngờ đột quỵ và lập tức anh được đưa đến bệnh viện Long An. Vì tình trạng nguy kịch, mọi người chuyển nam diễn viên về bệnh viện Nguyễn Tri Phương thành phố Hồ Chí Minh, nhưng phía bệnh viện từ chối phẫu thuật. Sau đó, gia đình anh đưa đến bệnh viện 115 và bác sĩ tiến hành ca mổ. Tuy nhiên, sau đó Khánh Nam vẫn không có dấu hiệu hồi phục. Bệnh viện quyết định trả nghệ sĩ về nhà lúc 0 giờ đêm ngày 28 tháng 9 và khoảng 5 giờ 20 anh chúc hơi thở cuối cùng tại nhà riêng. Lễ nhập quan diễn ra tại nhà riêng của nam diễn viên hài ở quận 8 thành phố Hồ Chí Minh lúc 20 giờ 30 ngày 28 tháng 9. Tối cùng ngày, nghệ sĩ đến viếng và chia buồn cùng với gia đình nghệ sĩ quá cố. Việt Hương và Trấn Thành khi nghe tin đã vội vã đến thắp nén hương tiễn đưa nghệ sĩ đàn anh. Nữ danh hài hải ngoại tâm sự, chị rất quý trọng tính hồn nhiên chân thật và dân dã của Khánh Nam. Anh em thường xuyên gặp nhau ở các sân khấu và thi thoảng đụng độ ở các game show, nên Việt Hương không nghĩ đàn anh lại ra đi quá sớm như vậy. Trấn Thành từng nhiều lần nể phục tài năng của nghệ sĩ Khánh Nam ở chương trình Ơi Giời Cậu Đây Rồi. Anh thừa nhận, nam diễn viên quá cố khiến mình phải học hỏi nhiều hơn. Lê Giang thẫn thờ khi đến viếng đồng nghiệp thân. Chị cho biết, khi nghe tin Khánh Nam qua đời, chị không dám tin đó là sự thật. Đạo diễn kiêm diễn viên Ngọc Tưởng vừa nghe tin đã vội đến viếng. Ngọc Tưởng và nghệ sĩ Khánh Nam từng góp mặt trong các dự án truyền hình. Anh yêu quý đàn anh bởi tính cách hiền lành, dân dã và thương yêu đồng nghiệp. Nghệ sĩ Tấn Bèo là người đồng nghiệp thân thiết nhất của Khánh Nam. Ngay khi biết tin bạn thân cấp cứu ở bệnh viện, anh đã túc trực cùng gia đình. Sau đó, Tấn Bèo và bạn bè lại lo hậu sự cho Khánh Nam. Tấn Bèo và Khánh Nam hoạt động cùng thời, họ đều xuất thân từ cải lương và sau đó chuyển hướng sang tấu hài. Sau này, cặp nghệ sĩ còn đóng phim truyền hình và điện ảnh. Khánh Nhi, con gái nuôi của nghệ sĩ Khánh Nam đòi tan trong lễ viếng. Cô bé đang tham gia cuộc thi Sao Nói Ngôi Nhí và được cha nuôi hỗ trợ trong một vài tiết mục. Nhật Kim Anh cũng vội vã đến viếng đàn anh trong đêm. Cô cho biết, vốn hay diễn chung ở các tụ điểm nên thường xuyên gặp và trò chuyện với diễn viên Hài Khánh Nam. Cùng sức thuận từ diễn viên Hài, thế nên Quốc Thuận có mối thân tình với cố nghệ sĩ. Anh chia sẻ, mình rất yêu quý tính cách và lối diễn xuất tỉnh rồi của đàn anh. Nghệ sĩ Phi Phụng cũng xuất thân từ cải lương, sau đó chuyển sang tấu hài nên chị gắn bó với Khánh Nam từ những ngày đầu vào nghề. Ông xã Hướng Minh Đạt bận quay phim nên một mình Lâm Vĩ Dạ đến đưa tiễn đàn anh. Nghệ sĩ Hài Phú Quý vốn là đàn anh của Khánh Nam trong nghề, ông buồn bã đưa tiễn người em thân thiết về đất mẹ. Lễ động quan diễn ra vào sáng ngày 2 tháng 10. Sau đó, linh cữu của diễn viên Khánh Nam sẽ được đưa về Bến Tre.
đêm đó, ngày đó, buổi đó là Nam đến ở Long An. Thì anh Nam đang biết ba mẹ bánh cái gì? Thì cái Nam nó còn là cái người. Cái kèo qua bánh với ai bánh? Sống với ông Hải, Nam bước xuống sân khấu là vừa đến ba mặt tay. Dạ, bây giờ mày xuống đâu? Uống cặp chanh nước uống thì Nam bị xuống ba mẹ nói cho không có nhậu nhẹn gì hết. Thì kêu ông về. Dạ, không kêu khẳng định. Ông gì kêu mà tung tin của Nam nhậu. Cái ba tôi đeo sẽ muốn tìm người đó họ biết chưa ra này. Không nên nói câu đó nghệ sĩ mất như thế nào phải nói rõ ràng đừng có thao tư trả nợ khổ nghiệp thì rất là tốt cánh nào đã trả nợ khổ nghiệp trên sân khấu và bước xuống gặp khán giả là cánh nào một vị tại đó chứ không có nhòm nhẹ xin các bạn không được thao tin làm tổn thương cho cánh nào Nam đi sau đó tình hình của Nam chết vui các bạn hơi chết vui và mình không tin không chính xác còn nếu tôi nói không đúng xin các bạn nói đúng bạn nào nói chính xác gặp tôi các bạn bỏ những cái thông tin vừa họp giờ không nên và kêu hội nguyên góp hành động chứ có để gia đình về những người lớn và những anh em nghệ sĩ biết chuyện hết không nên lên mạng Facebook kêu gọi rồi gửi vô tài khoản gia đình chưa yêu cầu chuyện đó tôi mèo nói một câu là có gia đình rồi làm gì Khánh Nam chưa muốn đâu chưa muốn làm chuyện đó nhưng các bạn hãy cẩn thận đăng bài hay là lên Facebook hãy cẩn thận và để cho Khánh Nam yên ổn ví dụ các bạn chân thành cảm ơn cái độ này cũng là tình của tổ heo ngày xưa đó hả vì Khánh Nam là gốc của cải lương những người nghệ sĩ cải lương rất là quý mến với nhau và thân tình với nhau khi mà chuyện gì là ưa bảo bọc với nhau cho đến tới giờ phút này Khánh Nam không còn nữa thì tổ heo rất đau lòng mất một người bạn quý cô người bạn cũng nghề rất lắm và đã từng ngồi với nhau tâm sự và vui buồn có nhau và những lúc hoạn nạn thì Khánh Nam và những người bạn em của Khánh Nam lúc nào cũng cho Tấn Bèo Tấn Bèo đã nói thật không phải vì ai cho Tấn Bèo Tấn Bèo khẳng định điều đó vì lúc Tấn Bèo là không ai biết đâu chẳng ai biết giúp Khánh Nam như thế nào đó là tình đồng nghiệp và những em cũng có biết là chỉ có tiền anh Ba Beo ảnh giúp gì được con ông già Nam không còn cái đó là anh Beo khẳng định gì đó và những khi bệnh hoạn là té xe gãy bánh chè cũng để như vậy thì anh Beo cũng không có lớn lao gì cho nên cái vận động nó rất nhỏ đủ cái bánh chè cho ông đi diễn là anh Beo vui rồi hết bánh chè tới gút mang đủ thứ bệnh gút rồi hết gút cái bị phổi tràn đủ địa tại vì em cũng những người diễn Khánh Nam bây giờ cũng diễn Tóc Beo những thông tin qua lại nó rất gần cái chuyện gì là để điện cho báo Tóc Beo là biết liền để coi Tóc Beo có cái gì giúp đỡ được Khánh Nam vì lúc đó Khánh Nam những người thân công nghệ Khánh Nam cũng sống một cuộc sống hết sức vui một người nghệ sĩ chân chính biết phục vụ khán giả rồi biết vui vẻ nhanh nhẹn và đủ rồi chứ cũng chơi thân với ai chứ là lập cánh lập tài với tâm sự của Nam một con nên nó theo quý Khánh Nam trên tâm tình gặp người nghệ sĩ như thế tập trung cảnh ngộ nên là Khánh Nam có chuyện là Tân Bèo có mặt Tân Bèo hành định gì đó bây giờ nói thì nói kể ra cái công cán không phải kể không cần thiết vì đỡ không mất rồi ngồi này kể cho ông nghe luôn kể cho linh hồn nghe vì mình không nói dối giờ này nói thì cho ông nghe cái dấu gì nữa
chính ông cũng vẫn biết điều đó. Nó mới gặp 2-3 ngày linh tính cho mình còn hỏi luôn nó sao Khánh Nam gặp hết vui rồi. Trước gặp ôm cái bà nội khỏe không? Đó là cái từ thông tình là chỉ có gọi bà nội. Nam có cái từ đó tại vì hát nên sân khấu thì lúc nào cũng vui có câu thôi đi bà nội. Đó là câu vui nhất của Khánh Nam. Nằm lòng và rồi đem ra ngoài là sử dụng luôn với các anh em thân tình. Điện thoại cũng vậy, bà nội lúc này khỏe không, bà nội rảnh không, tối đi ăn uống nha, anh em gặp mặt nó tâm sự đó là thấy là mới gặp 2-3 bữa nay nằm lại chứ không lâu đồng không nghe kêu tiếng bà nội còn mà là như có cái khả năng cái linh tính là có cái sự gì trong người cũng buồn phiền không là cũng chính con Bèo nói là lần sau Thanh Nam nãy vô gặp chú dưới ôm Nam ngồi cũng chỗ rồi không có chạy rồi thấy có cái khác nên mấy em muốn về nó mới nhớ là bữa Thanh Nam kể là phát hiện ông là thì nó là gì thôi sao rồi bạn cầm đổ thân Bèo nhìn chiến cốt không có đi sát cánh với nhau tự nhiên để trong lòng chỉ biết nhau mình rất đau lòng không còn thấy bóng dáng của bạn mới đó mất mình lại đi gì sẽ vậy dặn dắt vô cậu đứng chắn giùm anh làm thôi là qua đâu báo điện để qua nào qua